Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Đồ Gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đang theo dõi các video clip của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành trong thời gian vừa qua. Và chúng tôi cũng biết được cái nhu cầu về mua sắm hoành phi cô đối ngày càng cao của tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đã liên tục sản xuất một tháng trung bình từ 100 tới 200 bộ để đáp ứng ra ngoài thị trường tất cả các khách buôn cũng như là khách dùng trên toàn quốc được biết về các cái mẫu mã sản phẩm. Và hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Yên Lanh làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn hai bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gụ Lào. Câu đối thì là chúng tôi làm dày 5 phân, dài 1m97, rộng 28. Và đã được chúng tôi vừa mới đánh dây giáp nhẫn xong, chúng tôi quay lại mộc một lượt chi tiết tỉ mỉ tới từng góc cạnh nhỏ nhất cho quý khách tham khảo. Hai bộ câu đối này chúng tôi chạm là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, và một bên chúng tôi chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh có dịch phụ đề. Và phía dưới thì chúng tôi chạm Nghê, và bên trên thì chúng tôi chạm Phượng Hoàng. Đây là mẫu câu đối phẳng, khác với mẫu câu đối chúng tôi chạm Rơi Rơi và Lãng Hoa. Quý khách có thể truy cập vào trang chủ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lanh để xem thêm. Và quý khách có thắc mắc gì về các cái mẫu mã hoành phi câu đối thì quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng cái mẫu mã sản phẩm. Và trên màn hình các bạn đang xem đây là bức hoành phi bằng chất liệu gỗ gụ, có kích thước là dài 1m97, rộng 67. Toàn bộ ván chúng tôi làm dày 3 phân, và bên trong chúng tôi có thiết kế thêm một chiếc cuốn thư ở chính giữa và được chạm ba chữ Đức Lưu Quang. Khi quý vị mua sắm bộ hoành phi câu đối như này, quý vị sẽ được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, đó là vừa hoành phi vừa cuốn thư. Hai sản phẩm kết hợp là một. Và mẫu này chúng tôi cũng giới thiệu luôn, đây là mẫu thịnh hành nhất hiện nay trên tab thịnh hành trên YouTube và cũng đang được đông đảo người dân quan tâm và mua về dùng và đặt hàng tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh. Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn mẫu mã, kích thước, chúng tôi sẽ báo giá cụ thể. Và quý khách có nhu cầu trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng, tất cả các đồ thờ cúng bằng gỗ lâu năm, hãy liên hệ với chúng tôi có nhận trùng tu sửa lại, sơn son thép vàng cũng như hàng PU bóng mờ hay là hàng vernix. Trong video này chúng tôi cũng báo luôn với các khách hàng mà muốn đặt toàn bộ chữ nho là chữ khác, các cái bộ chữ nho bên trong có thể thay đổi thì quý khách nên đặt hàng trước. Chúng tôi có thời gian chúng tôi sẽ làm đúng như yêu cầu. Các cái bộ chữ như Ẩm Hà Tư Nguyên hay Vạn Cổ Trường Xuân hay là Vạn Cổ Anh Linh, Phụng Tổ Đường, Phụng Gia Tiên, rất nhiều. Quý khách có thể tham khảo trên mạng cũng như là các cái bộ chữ của anh em đang dùng. Quý khách nên đặt trước. Chúng tôi nhận làm hoành phi câu đối theo yêu cầu của khách hàng, từ mẫu mã cũng như các cái chữ nho khác. Song song với các cái bộ hoành phi câu đối có phụ đề thì chúng tôi cũng có làm các cái bộ bỏ tiếng Việt phía dưới, chúng tôi làm nguyên chữ Hán Nôm cho quý khách dễ hình dung. Quý khách có nhu cầu về các cái sản phẩm đồ gỗ cao cấp hoành phi câu đối, sập thờ, khám thờ, hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684.
Chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp các cái thắc mắc của quý khách về các cái sản phẩm đồ thờ cúng. Quý khách hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở đồ gỗ Hiền Lành ngày càng lớn mạnh. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các